Lợi ích của việc uống bia mỗi ngày Nếu bạn uống bia mỗi ngày, nó có thể mang lại nhiều tác động tích cực cho cơ thể của bạn. Dưới đây là 5 lợi ích bạn có thể trải nghiệm. 1. Trái tim của bạn sẽ khỏe mạnh hơn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ bia vừa phải có thể mang lại lợi ích cho trái tim. Nó cải thiện tuần hoàn máu và giảm nguy cơ bệnh tim. 2. Xương của bạn sẽ chắc khỏe hơn. Bia là nguồn cung cấp silic, một khoáng chất thiết yếu cho sức khỏe xương việc tiêu thụ bia vừa phải có thể làm chắc khỏe xương của bạn. 3. Bạn sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Một số nghiên cứu đã đề xuất rằng bia thủ công dầu hoa bia có thể cải thiện độ nhạy cảm của insulin, giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường. 4. Bạn sẽ có hệ tiêu hóa tốt hơn. Bia chứa chất xơ và enzym có thể giúp quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi hơn. 5. Bạn sẽ ít căng thẳng hơn. Uống bia vừa phải có thể là cách dễ chịu để thư giãn sau một ngày làm việc bận rộn. Tuy nhiên việc cần phải tiết chế là rất quan trọng, vì nếu uống bia quá mức có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực đối với sức khỏe của bạn, hãy nhớ luôn uống vừa phải. Đừng quên ấn theo dõi kênh để biết thêm nhiều mẹo hay về sức khỏe. Chúc bạn luôn khỏe mạnh.